cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu, là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời. Mình thế luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương tận trong trái tim này dành hết cho yêu
chuyện sẽ chung tình. Về bên nhau xây mộng đẹp duyên thắm, sống hạnh phúc muôn đời em với anh. Mừng ngày vui xin nhấp ly rượu đầy, nào cạn ly chúc hạnh phúc trăm năm. Anh đưa em trong vũ khúc tình hồng, em say sưa trong khúc hát mặn nồng. Ta về miền yêu thương mênh mông, xây đắp duyên tình hai chúng ta. Trời xanh in hồ nước long lanh, nghe lâng lâng trong nắng ấm dịu dàng. Vui bên hoa bao cánh bướm rộn ràng. Xuân về tình đôi ta thêm tươi, tô thắm môi hồng em dấu yêu. Yêu anh em nguyện sẽ tình. Yêu em anh nguyện sẽ chung tình. Về bên nhau xây mộng đẹp duyên thắm, sống hạnh phúc muôn đời em với anh. Mừng ngày vui xin nhấp ly rượu đầy, nào cạn ly chúc hạnh phúc trăm năm. Anh đưa em trong vũ khúc tình hồng, em say sưa trong khúc hát mặn nồng. Ta về miền yêu thương mênh mông, xây đắp duyên tình hai chúng ta. Ta về miền yêu thương mênh mông, xây đắp duyên tình hai chúng ta. Ngày vui nhất trong cuộc đời.
ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại mình chưa cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt trương dáng. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Lời đầu tiên thay mặt cho hai bên gia đình cùng tân hạ tân đương, xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu là một điều thật kỳ diệu và là một món quà quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho tất cả mọi chúng ta. Và tôi thương hà cùng quốc hạ thứ bảy, họ cũng đang đắm chìm trong vòng xoáy của tình yêu như bao con người khác. Và hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt,
ngày 4 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 11 tháng 10 năm Nhâm Dần. Hai bên gia đình cùng Tân An Tân Hương cũng có tổ chức một bữa tiệc để ra mắt toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ thì sẽ để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin toàn thể quý vị cùng gặp gỡ với những nhân vật đặc biệt và quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đầu tiên, về phía họ nhà gái, xin được chào đón ông Nguyễn Viết Tấn và bà Nguyễn Quyên Chi là song thân của cô dâu Phương Lạc. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón họ nhà gái. Vâng, và tiếp theo về phía họ nhà trai, xin được chào đón ông Mai Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Kim Khoa là song thân của chú rể Phương Lạc. Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón họ nhà trai. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ xin toàn thể quý vị cùng hướng mắt về phía cổng chính của đại sảnh và hãy dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón hai nhân vật đẹp nhất và lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là cô dâu Phương Hà, sánh duyên cùng chú rể Quốc Đạt. Để đáp lại tấm chân thành của toàn thể quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay, sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Viết Tiến là bác của cô dâu sẽ đại diện cho hai họ một đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ, lời đầu tiên cho phép cô thay mặt cho hai em chúng tôi gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe đến quý bà có mặt trong buổi hội hôm nay. Quý bác, quý chú, quý anh, quý chị và các bạn thân yêu thân mến. Trên cơ sở tấm tiền hòn, quý vị cũng đã biết trong quá trình tìm hiểu của đôi trẻ, của sự thống nhất của đôi bên gia đình, của sự cho phép của lãnh đạo địa phương. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Dần là ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi có tổ chức bữa tiệc cưới này. Sự hiện diện của quý vị là một niềm vinh dự lớn cho đôi bên gia đình nói chung và hai cháu Quốc Đạt và Phương Đạt nói riêng. Kính thưa quý vị, tạo hóa có âm, có dương, có người, có chồng, có vợ là lẽ đương nhiên để duy trì mọi vật. Hoa đào đua nở nhìn với người hay là gió đông đưa, lá liễu phất phơ cành rung động, như chờ ai ai gửi đến. Duyên trời ghé ghé và mỗi tốt đưa, chuyện nhân môn hay đã tốt lành, chỉ cảm tạ ông tơ cùng bà buồn. Đêm nhân duyên kết nghĩa lá vàng, chợt nhớ với kỳ nào một cái đưa nhà cá mà đây là ưu quý thi hương. Sắp cầm lên nghĩa lá vàng, cơ tóc đẹp trọng nhiên thành tấn, một nhà được ngoài hết cho năm, dây chức thẳng cho năm mối lương nhiên. Đôi lứa hoặc đẹp duyên lương, dịp cầu hố thước vừa dần ngắn thủy. Vũng Tàu, Đà Lạt để thêm tình thêm nghĩa, họ mai họ nguyện thắm lá để thơ. Quốc Đạt Phương Hà sắp cầm hòa hợp đó cùng thuận hòa diện trò vui vẻ tràn đầy say sưa. Cảm ơn quý ông bà cô bác đã đến tham dự buổi tiệc cưới này. Kính chúc quý vị hạnh phúc trong gia đình và thành đạt trong cuộc sống. Là tổ chức không sao tránh khỏi những điều ưu và khuyết. Phần ưu xin gửi tặng quý vị thành những phần quà kỷ niệm còn khuyết điểm thì cho chúng tôi nhận lại nơi đây. Cuối cùng xin thay lời cho các bên gia đình gửi đến quý vị lời cảm ơn cao trọng nhất và kính chúc quý vị ngon miệng và buổi tiệc cưới hôm nay. Đại diện. Vâng, và thay mặt cho toàn thể quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay xin cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình thì sau đây xin mời Tân An Tân Hương cùng tay cho tay tiến về tháp dự cưới.
chúng ta đã đi và sẽ đi qua. Một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới đang chờ đón Phương Hà cùng các bạn ở phía trước. Khi họ đã cùng nhau trải qua một con đường thật dài để đến với yêu thương, đến với hạnh phúc. Và hôm nay thì một cái kết trọn vẹn nhất đó chính là ngày cưới đã đến với họ. Và ngay trong giây phút này thì chúng tôi cần lắng những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa từ phía tất cả quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc. Thưa quý vị, và để có được những giây phút hạnh phúc và trọn vẹn như thế này thì hơn ai hết họ đều hiểu công ơn trời biển của đấng sinh thành. Và ngay sau đây thì những ly rượu yêu kính sẽ được tân lan tân đương kính dâng lên cho cha mẹ mình thay những lời cảm ơn. Chúc mừng hạnh
Giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một
một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh nhé. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Vâng, thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các bác, các chú, các cô gì cộng hạ, quý vị, thân chú các, tôi, là chú của cháu Đạt, cũng là em của ông Khánh và bà Hoa, là bố là mẹ của cháu Đạt. Tôi được sự ủy quyền của ông bà Khánh cử tôi đại diện gia đình Hoàng Trang. Lời đầu tiên tôi xin có lời chào tới các quý cô, các ông bà, các con viên hay họ. Và tôi thay mặt cho gia đình Hoàng Trang cũng xin giới thiệu thành phần gia đình Hoàng Trang của tôi, gồm có bố mẹ và có các bác, các chú, anh chị và bạn của cháu đến để đón cháu cả. Và qua một thời gian hai cháu tìm nghỉ và yêu thương nhau, chúng ta và cháu Hà được sự ủng trí của các bên gia đình, được sự ủng trí của chính quyền địa phương cho phép hai cháu nhân duyên vợ chồng. Thì hôm nay
ngày cũng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi sang đây gió thừa chấm bảy chát lễ dâng lên gia nhân họ nhà gái và mong họ nhà gái tiếp nhận cho hai cháu như duyên vợ chồng. Và tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai có lời chào các cụ, các ông, các bà và kính chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe. Và bây giờ cũng xin mời hai bà mẹ và cháu Đạt và cháu Hà lên nhận lễ ạ. Bây giờ ông đại diện nói xong rồi thì tôi xin thay mặt gia bên nữ tộc chúng tôi lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho đại gia đình quý ông bà cô bác tổ mọi của mình gia đình cháu Phương Hà xin gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe quý thân tộc và ông bà và đại gia đình của gia đình cháu Quốc Đạt. Gia đình chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón quý thân tộc và quý ông bà bên họ nhà trai là đến gia đình chúng tôi. Và chúng tôi chấp nhận những phẩm vật này và chúng ta tiến hành cuộc lễ kinh hôn ngày hôm nay cho phần sốt dẻo và đặc biệt thời gian thì chúng ta sẽ phải lên đường để giờ trước tiên cho phép là chúng tôi đốt lên cái đèn lên cái đèn nó cháy đi cháy xong rồi bắt đầu đi cái mời đó mời hai ông xá ba xá đây là lễ lên đèn Thank you.
Chú rể, chú rể tính tới chút. Đúng rồi. Đường đạt cái gì ta sao không thấy? Nhân xong vậy. Chú rể bước tới để có đạt leo cho. Nặng không con? Nó nhận ba con lấy lại. Cái này là ông gửi đó mày. Gửi đó mày. Gửi đó mày, bố già chút yếu rồi tụi mày lo đó. Hả? À, sao nặng thế mày? Còn đứng luôn anh chị, đứng lên kịp với cháu, hai cháu mình tắm luôn đi, đứng lên. Cô dâu đứng chết tới, cô dâu ở đây nè. Còn bố mẹ đã xong, bây giờ cách giới thiệu con cô là mời cô, cái mẹ lớn là ông bà đi, cô Cúc với Dương Hòa lên trước đi, là vai lớn là tớ bà của cháu của cháu bà. Con cái rót ra rượu ấy mà chưa mời ba mẹ mình. Rồi đứng đứng cho chụp tấm hình luôn. À, còn cô bước vô đứng và cô dòng cái đi. Con rót rượu con mời để cảm ơn. Rồi rồi cho cái nhìn này nè. Rồi cho chụp tấm hình nữa rồi rót rượu. Cô của chú là cô bảy đâu rồi có không? Cô bảy cô tư là gì luôn? Có gì có chúc và mọn á, chúc hai con trăm năm. Đây là cô bảy Diệu Vương, chúc cho hai con trăm năm. Rồi cô đứng lên chụp tấm hình luôn cô đứng luôn đi. Đúng rồi, rồi cô vô chú rể cười tươi chụp nè. Bố cháu Hà quay vế là kêu bằng bác. Rồi từ rồi anh nào cho chú ngồi xuống giùm. Chú ngồi xuống giùm để cho chụp cái hình. Rồi đứng vô luôn chụp tấm hình luôn. Nhìn đây cô dâu. Cô dâu chú rể nhìn đây nè. Từ từ nghe để chụp tấm hình. Hai bác cũng gì cái chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Và cũng gửi cái đây là cái nhẫn nghe, cái nhẫn để mình nhắc nhở con là phải nhẫn nhịn nghe. À, nhớ kỹ để giữ cái hạnh phúc trong đông. Dạ hai bác đứng rồi chụp cho cô dâu chú rể tấm hình luôn đi, đứng chích vô luôn. Dạ đúng rồi, cười tươi. Rồi tư cô bảy cô tám. Cô bảy chút xíu. Rồi đứng vô luôn, đứng vô luôn chụp đẹp. Đứng cô chú bảy luôn, cô chú bảy. Cô chú bảy đứng chích vô. Cô đứng ở trong đẹp hơn không? Đứng dậy. À chú Chính đương làm ăn ở thành phố, về điều kiện xa xôi về được có gửi quà về cho nhau. Rồi đứng lên chụp tấm hình luôn. Rồi tám này rồi qua mặt. À cô Tư đương ở bên Úc á thì cũng không qua điều kiện không về được thì cô Tư có gửi quà là quý đầu cho cái cần quà. Rồi tới cô Tám. Cái này là bác hai, bác hai ở gia đình, bác hai nguyên gia đình luôn, mấy anh chị luôn gửi cái này cho con, chúc tụi con trăm năm hạnh phúc nha. Rồi cái này là quà của cô Tám. Ừ, đi mình có trong lượng nước hả? Nó mở lòng ra. Bốn ly là đưa mấy ngọn được lắm. Lãnh là lãnh người ta, lãnh mỗi người là mỗi ly. Rồi tới anh chị phải không? À, rồi đứng ra đây, đứng vô luôn, cậu bên ngoại. Bây giờ vai lớn bên ngoại đi, giờ bên ngoại không hả? Cứ anh chị, bây giờ vai lớn là bên ngoại, bên nội. Rồi thì cái này là cậu đại diện bà ngoại, chúc vợ chồng con trăm năm hạnh phúc nha. Không, con đi. Nhấn cái đầu nó xuống. Đưa cho Khánh, đưa cho Khánh con. Đây con chỉ vàng mình làm rồi. Tại vì hôm qua con mở đây rồi. Tập trước rồi tập trước. Đây đưa
đưa cho vợ đi, đưa vợ đi. Ở đây ngắt nhẹ. Cái nãy thằng của mấy cậu tổ khách ba với cậu thứ hai, nhưng mà không gửi thì cậu gửi luôn. Và cũng chúc con trăm năm hạnh phúc luôn. Rồi đứng vô chụp tấm hình luôn hả? Dạ, đứng vô luôn đi. Sao chưa xong hả? Rồi còn ai nữa thì làm. Rồi anh đang đóng anh dạy của cô dâu nữa. Chưa, từ từ. Để chồng cậu. Để giờ cũng lấy. Hay để cháu lại cho cậu là thương con nhất á. Nó gửi cái ngon ốc hả? Đây là con gửi. Đứng đâu luôn cho nó vô. Ủa thầy ý Trinh nó vô trong mau. Tại ông Dương nè. Vô không nói dầm rồi. Rồi đưa vô chụp hình kia. Rồi đứng vô luôn chụp tấm hình luôn. Đứng vô luôn. Từ từ. Hả? Từ từ Nhi với Đạt. Nó lại nói cao lắm sớm á. Sớm. Thầy lấy lại nhiều. Ông lấy nhiều hơn. Để từ từ đã. Từ từ từ. Chưa cô đứng xích ra ngoài mới thấy mặt. Ơ nó cũng trong. Nhi xích ra trước. Đúng rồi. Cho mình đúng. Cho mình đúng tiếc à? Nó mở không ra luôn thôi. Nó cho. Đừng làm em rối chị ơi. Nhà anh Đạt hỏi cho con. Hai đứa này nó biết được làm ăn. Có một bữa mình nó thâu gấu. Rồi đứng vào luôn nè, chụp tấm hình luôn, đứng vào luôn. Rồi cầm cái hoa này đi. Cầm hoa lên để chụp tấm hình luôn. Rồi mình cười tươi nha, nhìn đây nè, nó đây cũng chụp nè. Nó đây. Nói chung là bà con thì cũng đi tứ thẳng làm ăn. Về giữ lúc nãy nên hôm nay với đại diện không tập không đủ cho lắm. Báo cáo như xin lượng tập. Thì cuộc lễ nghinh hôn của bên đội tập chúng tôi giờ phút này cũng tạm ổn. Chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác đã tham dự với lễ này. Có điều gì thiếu sót thì quý vị cứ tình bỏ qua chăng. Chắc là uống miếng nước, nước ngon không rồi mình hãy tiến hành chứ cũng không có đến đâu nào để chụp rồi sớm nè. Rồi trước khi mà các con cháu Hà và cháu Đạt lên xe hoa cũng như cháu Đạt về nhà chồng thì bác thay mặt cho gia đình cháu Hà thì như thế này thì Phương Hà với Quốc Đạt sẽ tận tâm nghe bác nhắc cơ sinh hóa càng khôn đạo tạo với ông Dương. Nhưng con người nắm vững chủ quyền thay trời tạo thế để giữ gìn nhân luân à. Thì giờ phút này hai con đã chính thức là vợ là chồng. Quốc Đạt có bổ phận và trách nhiệm là một người lễ thảo. Phương Hà có bổ phận và trách nhiệm là một người giao hiền. Và có thêm một cái trách nhiệm là sanh con. Sanh con để cháu để nối dõi tộc đường gia đình khai tộc à, là tôi lời bác nhắn gửi vậy. Và nhắn gửi các con là phải giữ vững hạnh phúc với nhau. Thì ở đời thì chén ốc trong sấm nó cũng có ngày mà nó cua. Thì bây giờ vợ chồng sống dài với nhau thì không tránh khỏi những điều mà đụng chạm. Thì bác khuyên á là ông bà ta chúng ta thì nói là chồng nóng á thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì không bao giờ được khen đó. Thì bác có đôi lời nhắn gửi hai con như vậy, đó là cái kim chỉ nam trên bước đường con lập thân và lập nghiệp nghe. Nhớ lời bác ba nói vậy. Thì đôi lời bác ba trước khi con lên xe qua thì bác ba phải đôi lời nhắn gửi hai con cố gắng nghe. Bổn phận của con có hơi nặng là một người lễ thảo nghe. Hai con là một người giao hiền vậy thôi. Giờ cũng xin báo cáo với tình cảm ơn. Chiều du bên trên đất mềm.
mình bên nhau đêm xuống rồi, vầng trăng thu đang hé người yêu ơi, tình đôi chúng ta đẹp như trăng ngà. Đêm nay thời gian như lắng nghe có gì đôi mình đời yêu như anh sao để biết bao tình đôi vòng tay khác. Đời xin mãi có nhau, cho dấu đi muôn đời, trên suốt con đường đời, ta vẫn yêu nhau, hoài sẽ không rời. Cho dấu khi mãi sau, bao ngàn dòng tố quanh đời, nhưng tình yêu đôi ta đó đừng quên nhé. Quay liều thanh ngó xuyên bộ thuần xin ngó trời sáng trao đê như kinh dư đầu chuyện xây ca đã cấm tông ngó chân sơ ngó chân nhì thuần xin nhì dùng sơn tốt hôn là sân cái lâu. Nhân chính chỉ sang ngồi hoa ban